Hôm nay là ngày 8 tháng 5, năm 2015. Tôi là cựu trung tướng Hoang Xuan Lam. Hiện tại tôi đang sống ở tại Davis, California với gia đình và rất là mạnh khỏe. Một vài tờ báo có đăng tin sai lầm là tôi đã từ trần tại Việt Nam lúc về thăm Đà Nẵng. Đó là tin thất thiệt. Tôi vẫn sức mạnh với gia đình. Xin cảm ơn tất cả anh em trong quân đội và bà con gọi điện thoại hỏi tin tức. Xin cảm ơn.